Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ăn đi phim gì nữa? Cứ cho nó vào đây đây. Ừ, rồi, đi vào đấy. Con ăn gì nào? Đi phim hả? Vâng ạ. Mày nhá, ba còn một gói đây này, cầm lấy. Ăn đi. Ừ, cốc nước ạ. Ừ. Nước chị mới pha đấy, ngon lắm. Em xin ạ. Ừ. Mèo. Mèo mèo. Mèo kìa mẹ. Con thích mèo hả? Vâng ạ. Ừ. Đấy, nếu thích thì bác cho vào chơi đấy. Vâng. Nhá. Con mèo nó hiền lắm. Chơi với mèo ngoan nhá. Thằng cu trông khấu ghê cơ. Trông thế thôi chứ hay ốm vặt lắm chị ạ. Nuôi con một mình cũng vất vả. Đương nhiên rồi. Thế mà tại sao cô gật đầu ư lấy một chú đi? Có phải có người chăm sóc nó cùng không? Thôi chị ạ, yêu đương bây giờ em chán lắm rồi. Sợ. Làm gì mà bi quan với tình yêu thế? Không bi quan thì em cũng mất niềm tin vào tình yêu lắm rồi ấy. Thật á? Cô nói thế thì tôi cũng hỏi thật nhá. Bố nó thế nào? Có quan tâm chăm sóc gì đến nó không? Từ khi mà anh sang nước ngoài, anh ấy lập gia đình bên đấy thì gọi về chia tay với em. Nên là anh ấy cũng không biết là có Việt Nam nhé. Không biết á? Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, chẳng ai giống ai nhỉ? Cô Mai đây à? Vợ này, đun cái nồi gì ở trên bếp ấy, hình như cạn nước đến nơi rồi. Ôi tôi chết rồi, nồi cá kho của em. Ờ, mình hết mãi nói chuyện. Nam ơi. Dạ. Về thôi con. Vâng ạ. Anh chỉnh tiền em đấy. Của cô những cái gì nhỉ? Có gói bim bim với cốc nước ạ. Thế tôi lấy 20.000 gói bim bim thôi. Dạ. Vâng, xin cô. Vợ cứ vào spa nhá. Anh ngồi quán nước ngay bên ngoài chờ vợ. Về con. Ừ. Nhanh nhanh nhá. Mai. Mẹ. Chào anh. Đây là con trai của em. Con trai. Anh đi về thôi. Đi ra đây. Ờ. Suốt ngày trả với nước. Để mẹ con em phải đi tìm. Hóa ra đây là chồng em à? Anh xin lỗi. Chào em. Lần sau mà còn như thế nữa nhá. Đừng có mà trách em. Ừ này. Thế này là thế nào? Cái gì thế này? À. Mình cứ bình tĩnh đã. Hình như là cô Mai cô có điều gì khó nói. Khó cái gì mà khó hả? Cô nói đi. Chị ơi, chuyện là thế này. Vừa nãy em cuống quá nên em có nhận bừa anh Thùng là bố của con em ạ. Hả? Là bố của con. Tại vì vừa nãy em có gặp bố của Nam. Dịch. Gặp bố Nam chả bà lớn nước ngoài cơ mà. Chắc là anh ấy mới về nước chị ạ. Thế hóa ra cái cậu vừa rồi là bố của bé Nam à? Thế tại sao cô không cho hai bố con nhận nhau? Em không muốn anh ấy biết có sự có mặt của bé Nam. Bây giờ anh ấy có gia đình, có vợ con rồi. Nếu mà biết có bé Nam thì gia đình anh ấy lại xáo trộn. Em nghĩ là thà em dứt khoát còn hơn ạ. Ừ, cũng là khó xử thật đấy. Em xin lỗi đã làm phiền anh chị. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Thế thôi con. Em chào anh chị. Con chào hai bác ạ. Thế hai mẹ con về nhá. Vâng ạ. Tội nghiệp. Tính tay rồi.